chứ không có gì cản. Nó ra hiệu gì đó. Chị gái nè. Nhưng này chiếc tàu tải mọi người. Tàu tải hay phải cào. Chiếc tàu tải. Các bạn xem ha, có rất là nhiều ghe đang chở đá rất là nhiều nè. Rồi bây giờ thì anh xà lan anh nhường cho mấy anh xà lan kia đi qua hết ha. Bây giờ thì mấy anh xà lan không tải mà đang chạy tới nè. Nhường nhau một chút thôi. Đó. Mấy chị toàn ngang này ha, bơi đò nè, thấy ghê quá. Mấy chị cứ bơi qua bơi lại chiếc mũi xà lan nhìn ghê thiệt chứ. Rồi, phía sau còn chiếc xà lan đó mọi người. Ồ, né qua né lại ha. Hai chiếc xà lan. Nó càng quá trời. Chiếc trên này không có chiếc nào hết. Trời buổi chiều thì bắt đầu nắng nó cũng ngã mọi người. Nó cũng ngã nắng rồi. Hai này chạy ha, quyết liệt ha. Tới luôn, phía trước không có gì cản. Nó ra hiệu gì đó. Chiếc xà lan này rất là đẹp nha mọi người. Ủa, nó đứng cao ghê không? Chiếc này là chiếc Kiên Giang không ạ? Kiên Giang. Anh chụp hình mình lại rồi. Anh đang lên nhóm hay gì đây? Kiên Giang 56611. Mấy anh em chạy xà lan cũng vui tính lắm mọi người. Rất là vui luôn nha. Gặp được mấy anh em rồi mới biết mấy anh em rất là vui tính. Chiếc này chiếc xà lan nhỏ cũng là biển số Kiên Giang luôn mọi người. Em chạy càng về chiều thì xà lan với ghe tàu càng nhiều hơn. Ồ, xa có chiếc ghe biển kìa. Chiếc ghe bầu à, không, chiếc này là chiếc ghe đục. Cái mũi này mũi ghe đục. Ghe này là chạy là lướt sóng gì lắm nè. Thường là cái miệt ở dưới Cà Mau đồ ha, Bạc Liêu rồi hay chạy ghe đục này lắm nè.
Đây một chiếc ghe bầu, dưới đây là một chiếc tàu biển mọi người, ghe biển nè, biển số Kiên Giang ha, mấy cái cào quá. Chị gái nè, anh tàu biển thì anh chạy lướt sóng dữ lắm mọi người, mọi người xem nè, rồi anh chạy qua để mình quay mọi người xem nè. Kiên Giang 90011 TS, quá chạy rồi. Này chiếc tàu tải mọi người, tàu tải hay phải cào, chiếc tàu tải cũng hơi cũ à. Rồi phía trên một chiếc xà lan chở khẩm thì xuống nè mọi người. Buổi chiều rất là nhộn nhịp ha, mình cố gắng mình quay hết cho mọi người xem luôn. À, anh đang né nhau rồi. Ủa, né xa dữ. Em gái lái xà lan lên mọi người. Giống em hơn cái gì vậy? Là lại em hơn nữa chứ đâu. Lại em hơn cái nè. Để coi lần này em có bỏ vô lăng em nhảy xuống không nha. Đó. Đã thấy mình né rồi. Chỗ này em đang chở cọc xi măng rất là khẩm luôn. Đó, mọi người xem nha. Này, trên đây là Kim Lợi đang quay bé hơn 5813. Chiếc cái bầu ha, cái bầu không có tải.
kia, đi tới đoạn kia rồi. Tại vì chiếc này đang vô cua đây, phía ngược lại cũng đang có một chiếc ghe ha, đang chạy ngược chiều nè. Đó, đang qua mặt chiếc ghe luôn nè, rất là gắt luôn. Hỗn độn luôn rồi, quá trời à. Đây là một chiếc ghe bầu, mà ghe bầu là bằng sắt ha, cũng đang chạy cái đoạn này luôn nè mọi người. Quá chừng rồi. Ủa chiếc này tiếng máy nghe dữ vậy ta, nghe hiu hiu dữ. Cái bô này anh chế cái bô lại nghe tiếng máy nó không có bị dồn ha. Sóng cái chiếc này qua mặt nhau thôi, sóng khỏi nói rồi. Xuống ghế hồng rồi. Thôi video mình có kết thúc đây nha mọi người, nhấn một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, để nhận thật nhiều video mới nhất về trong kênh Long Miền Tây của mình nha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.